Xin kính chào quý vị và các bạn. Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 5%. Đây là khẳng định của Thủ tướng Trung Quốc tại một sự kiện đang diễn ra tại Thượng Hải ạ. Vâng, cùng với đó là nhiều nội dung cập nhật khác. Quý vị đang theo dõi Tài chính Doanh tối. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Anh BoE vừa công bố cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tháng 11. Đây là lần cắt giảm thứ hai của BoE trong năm nay và đã nằm trong dự báo của thị trường. Và động thái của BoE thì cũng diễn ra ngay trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ công bố vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Với nhiều khả năng là Fed cũng sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật quyết định về lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương lớn trong những chương trình tiếp theo của VTV Money. Vâng, đồng đô la Mỹ thì cũng đã chứng kiến phiên tăng mạnh nhất trong 8 năm qua ngay sau khi chiến thắng của ông Trump được công bố. Hiện chỉ số này đang ở mức là 105,09, mức cao nhất 4 tháng. Và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 thì cũng đang có tác động lớn tới thị trường ngoại hối, thúc đẩy đồng bạc xanh đi lên trong các phiên gần đây. Đồng đô la Mỹ thì đã có phiên tăng ngày mạnh nhất trong 8 năm qua ngay sau khi chiến thắng của ông Trump được công bố, đưa chỉ số đồng đô la chạm mức cao nhất 4 tháng. Một số nhà phân tích dự báo là đồng bạc xanh có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng sau khi ông Trump nhậm chức và bắt đầu thực hiện những kế hoạch chính sách kinh tế của mình. Tuy nhiên, nguy cơ thâm hụt ngân sách cao và lạm phát từ việc giảm thuế hay là tăng rào cản thương mại cũng có thể tác động ngược tới đà tăng của đô la Mỹ trong thời gian tới. Còn với thị trường trong nước thì có một vài con số đáng chú ý được chúng tôi lựa chọn trong ngày hôm nay. Đó là tính đến hết tháng 10, thu thuế từ thương mại điện tử đạt 94.600.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ của năm trước. Kết quả khả quan này là minh chứng cho hiệu quả triển khai chính sách chống thất thu thuế trong thương mại điện tử. Đã có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Tổng cục thuế cũng đã đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin giao dịch thanh toán của các nhà cung cấp nước ngoài. Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ dữ liệu về các nhà cung cấp này có thu nhập tại Việt Nam và có các cá nhân có doanh thu từ quảng cáo để tăng cường quản lý thuế với loại hình kinh doanh này. Những đề xuất để tăng cường thu thuế thương mại điện tử cũng là nội dung được thảo luận tại Quốc hội ngày hôm nay và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị góc nhìn về vấn đề này trong tiêu điểm Tài chính Doanh tối nay. Vâng, thưa quý vị, còn tôi xin được chia sẻ con số tiếp theo đó là 10 triệu mét khối. Đây là khối lượng cát mà các địa phương khu vực Nam Bộ đã cam kết hỗ trợ cho dự án đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì các địa phương đã hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác 13 mỏ cát. Đến nay thì các nhà thầu của dự án đã chủ động huy động từ các nguồn cát thương mại trong nước, cát từ Campuchia và cát được hỗ trợ cung cấp từ các địa phương để đảm bảo tiến độ thi công xử lý nền đất yếu và các phụ trợ của dự án. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một dự án luật sửa 7 luật về lĩnh vực tài chính bao gồm có luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia. Vâng, trong số 21 ý kiến thảo luận vào sáng nay thì đa số các đại biểu đều nhất trí về việc cần có sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung một số điều của 7 luật ở trên để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo đà phát triển kinh tế trong thời gian tới. Một số nội dung nổi bật được các đại biểu quan tâm thảo luận đó là dự thảo luật chứng khoán và luật quản lý thuế. Vâng, tại dự thảo luật chứng khoán thì các đại biểu nhấn mạnh là việc cần làm rõ khái niệm, định nghĩa liên quan đến việc xác định hành vi thao túng thị trường chứng khoán khi mà ngày càng có những cái chiêu thức mới bằng phương thức hiện đại để thao túng thị trường. Đa số các đại biểu đều nhất trí với dự thảo luật chứng khoán sửa đổi khi đã bổ sung thêm 6 hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ngoài ra còn bổ sung thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Việt Nam trong việc thu thập các thông tin để phát hiện ra các hành vi thao túng này. Hiện nay, việc sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đang diễn ra phức tạp. Cần nghiên cứu quy định tại dự thảo luật hoặc văn bản giao chính phủ quy định, đảm bảo các quy định có khả năng bao quát được các hành vi được thực hiện bởi nhiều công cụ. Ngoài ra, các đại biểu cũng nhất trí với đề xuất cần kiểm toán vốn điều lệ của các công ty niêm yết, tránh trường hợp có doanh nghiệp khai khống vốn điều lệ lên gấp hàng nghìn lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhà đầu tư. Công ty Faros của FLC từ cái vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng. Sau 5 lần tăng vốn điều lệ trong 3 năm thôi 2014-2016 đã tăng vốn lên 4.300 tỷ đồng, hệ lụy rất lớn cho cả thị trường. Nếu quy định là có kiểm toán vốn điều lệ thì tôi cho rằng nó sẽ không xảy ra trường hợp như là Faros và một số trường hợp khác. Giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, việc các doanh nghiệp có thể nâng khống vốn điều lệ là do luật doanh nghiệp quy định các doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm về nội dung này. Sắp tới, quy định này sẽ được sửa đổi chặt chẽ hơn. Có thể một doanh nghiệp thành lập ra không có, trên tài khoản không có tiền và trong trụ sở không có, nhưng có thể là nói là trên tài khoản ghi là vốn điều lệ là 10.000 tỷ, thậm chí là 20.000 tỷ, không có ai kiểm tra kiểm soát hết. Và cái này vừa rồi cũng đã xảy ra một số cái vụ việc và các cơ quan quản lý cũng đã có cái kiến nghị, nhưng cái này phải gói cầu là sửa. Báo cáo với đại biểu là phải sửa luật doanh nghiệp về điều này. Còn về phía luật chứng khoán thì chúng tôi cũng đã siết cái vấn đề này để đảm bảo tránh cái vấn đề lợi dụng trên thị trường chứng khoán. Đối với kiến nghị của các đại biểu về việc cần có tài sản đảm bảo hoặc ngân hàng thương mại bảo lãnh khi phát hành trái phiếu ra công chúng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, nếu quy định như vậy sẽ thu hẹp, ảnh hưởng thị trường chứng khoán hiện nay. Do đó sẽ thực hiện đánh giá theo thông lệ quốc tế là xếp hạng tín nhiệm đối với phát hành ra công chúng và tăng cường thanh kiểm tra để hạn chế rủi ro. Đối với sự thảo luật quản lý thuế để chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, Bộ Tài chính đã đề xuất chính sách yêu cầu các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, thực hiện trách nhiệm khấu trừ nộp thuế thay, khai nghĩa vụ nộp thuế thay cho cá nhân hộ kinh doanh qua sàn. Vâng, và có nghĩa là thay vì từng cá nhân kinh doanh qua sàn phải tự đi kê khai, tự nộp thuế, thì các sàn thương mại điện tử có thể khấu trừ luôn thuế qua doanh thu, cũng giống như là việc tôi, chị Thu Hương hay là quý vị khán giả được cơ quan tự động trích tiền qua thu nhập để tạm nộp thuế hàng tháng vậy. Đề xuất này thì đang được các đại biểu chuyên gia đánh giá là phù hợp, làm giảm thiểu các đầu mối kê khai thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, có tới trên 97.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử. Nếu mỗi cá nhân này đều phải tự đi kê khai, nộp thuế thì sẽ mất rất nhiều thời gian cho cả đôi bên. Thế nhưng, nếu hơn 400 sàn thương mại điện tử tự động khấu trừ nộp thuế thay qua doanh thu người bán, thì đầu mối sẽ giảm đi gần 24 lần. Những cái sàn thương mại điện tử khi mà có các hoạt động về hàng hóa dịch vụ được giao dịch trực tiếp trên sàn đó và có quản lý doanh thu, quản lý về được cái người mua và người bán, rõ ràng là trong trường hợp đó chúng ta phải khấu trừ ngay thuế, chứ không phải rằng là chúng ta lại phải để cho cái người bán đấy là kê khai nữa. Thuận tiện là có, thế nhưng theo các chuyên gia, dự thảo luật cần quy định chi tiết về trách nhiệm, nghĩa vụ khi kê khai nộp thuế thay của các sàn đến đâu, để họ không lâm vào tình cảnh rủi ro khi khấu trừ, thiếu hay là thừa thuế. Tôi nghĩ rằng là về mặt lâu dài thì đúng là nên để cho các sàn thương mại điện tử khai thay và nộp thay. Nhưng về phía nhà nước phải bảo đảm hai thứ. Thứ nhất là môi trường pháp luật nó phải rõ ràng ra. Khai thay, nộp thay nhưng mà trách nhiệm và nghĩa vụ thuế của người ta đến đâu? Khi thuế thiếu, khi thuế thừa, khi cá nhân người ta có hàng đổi đi đổi lại. Trước ý kiến lo ngại về việc đề xuất này có thể sẽ khiến các sàn thương mại điện tử phát sinh thêm chi phí để nâng cấp hệ thống, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan thuế đã làm việc với các sàn, việc xác định số thuế được khấu trừ sẽ thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử, do vậy sẽ không phát sinh hoặc phát sinh chi phí không đáng kể. Các sàn thì cũng nắm được rất rõ thông tin của các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đây là tôi nghĩ rằng cái câu chuyện mà tăng cái thủ tục cho sàn thì tôi nghĩ là cũng không phải là vấn đề đối với sàn. Vì đây là những cái vấn đề mà các sàn giao dịch thương mại điện tử đã có sẵn về cả thông tin, về cả cơ sở hạ tầng, về cả dữ liệu. Và vấn đề chỉ là thống nhất kết nối theo phương thức nào và cách thức thực hiện như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan thuế và cả các sàn giao dịch thương mại điện tử. Ngoài ra, việc tính thuế với các cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử cũng dựa trên doanh thu, chứ không phải dựa trên các mức thuế lũy tiến. Do vậy, sẽ đơn giản trong việc khấu trừ thuế. Để đảm bảo công bằng, các sàn thương mại điện tử nước ngoài cũng được đề xuất sẽ phải khấu trừ nộp thuế thay người bán. Các chuyên gia cho rằng là việc các sàn thương mại điện tử tự động khấu trừ thuế qua doanh thu người bán sẽ nhanh, đầy đủ hơn. Còn nếu để hơn 31.000 cá nhân tự giác đi kê khai thì chẳng khác nào việc thả gà ra đuổi, vì không phải ai cũng nhớ và tự giác. Và mới đây thì có một câu chuyện đó là Cục Thuế và Công an thành phố Hà Nội đã phải khởi tố 2 vụ án liên quan đến một doanh nghiệp và một cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử có doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng lại không kê khai, không nộp thuế hoặc là kê khai nộp không đầy đủ. Rõ ràng là nếu để sàn thương mại điện tử khấu trừ luôn hộ thì có lẽ là những sự việc đáng tiếc như thế này sẽ không xảy ra. Chiều nay thì tiếp tục hoạt động của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp ý kiến vào dự án luật điện lực sửa đổi. Tại phiên thảo luận thì các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất việc cần thiết sửa đổi luật nhằm đáp ứng các điều kiện, tiêu chí phù hợp với hiện nay, đồng thời tập trung vào một số nội dung như là cơ chế giá bán điện minh bạch và linh hoạt, phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh, an toàn năng lượng. Một trong các nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và góp ý đó là tháo gỡ khó khăn cho phát triển điện năng lượng tái tạo, bởi theo quy định của dự thảo luật hiện nay vẫn đang có nhiều bất cập, không khuyến khích được loại hình năng lượng mới này có thể phát triển. Điều 33 quy định tổ chức cá nhân đầu tư lắp điện mái nhà có quy mô đến 100 kW thì không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mà bây giờ một cái nhà máy sản xuất phân bón người ta để trên cái nhà xưởng của người ta thì có đến hàng megawatt chứ. Thế thì bây giờ là hơn 100 kW là bắt đầu bạn bắt người ta chuyển đổi cả cái nhà máy đấy thành là cái đất làm năng lượng à. Thế cho nên là cái này là cái mà cũng chưa khuyến khích được cái đầu tư rồi. Lâu nay nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời không được vận hành thương mại đã gây lãng phí tài nguyên và có ảnh hưởng lớn đối với nhà đầu tư. Để không lãng phí tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế của địa phương và đất nước, sau khi xử lý trách nhiệm nếu có sai phạm, đề nghị khẩn trương nghiên cứu chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư và bổ sung vào điều 93 dự thảo luật quy định chuyển tiếp đối với các nhà máy điện gió, điện mặt trời nêu trên. Các đại biểu cũng cho ý kiến về chính sách phát triển điện gió ngoài khơi, bởi theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi và hiện nay có nhiều nhà đầu tư đang xin chủ trương đầu tư loại hình này nhưng chưa được quy định trong dự thảo luật. Tại điều 27 dự thảo luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tôi đề nghị cần bổ sung vào khoảng 4 điều này với nội dung loại hình điện gió trên biển gồm cả điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi. Vì ngoài loại hình điện khí, điện gió trên bờ và năng lượng mới được quy định trong dự thảo luật thì hiện nay có nhiều nhà đầu tư điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi đang rất cần sự an toàn vốn khi họ bỏ ra một khoản tiền rất lớn để đầu tư. Giải trình làm rõ một số nội dung của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh việc bổ sung các loại năng lượng mới như điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi hay những loại năng lượng khác cũng cần được đề cập trong dự án luật điện lực sửa đổi, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, cần có những quy định chặt chẽ trong việc thu hút đầu tư, đảm bảo an toàn năng lượng và an ninh quốc gia. Thêm một tín hiệu tích cực với nền kinh tế số 2 thế giới, đó là xuất khẩu của nước này trong tháng 10 đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 19 tháng qua, theo số liệu vừa được giới chức công bố. Cụ thể, thì xuất khẩu của Trung Quốc tháng 10 tăng 12,7% so với cùng kỳ của năm ngoái, cho thấy đà phục hồi ấn tượng khi mà dữ liệu của tháng trước chỉ đạt 2,4%. Theo một số chuyên gia, thì đà phục hồi của xuất khẩu đến từ việc các lô hàng bị trì hoãn vì thời tiết trong tháng 10 có thể tiếp tục được xuất đi, cũng như là việc chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm của các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm tới 2,3%, mạnh hơn dự đoán, cho thấy là nhu cầu nội địa vẫn còn yếu và các thách thức với nền kinh tế số 2 thế giới vẫn cần thêm thời gian để khắc phục. Phát biểu tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc và Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Hồng Kiều lần thứ 7 đang diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định là các động lực tăng trưởng của nền kinh tế nước này thì vẫn ổn định và Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng là 5%. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng tốt trong giai đoạn từ quý 1 đến quý 3 năm 2024 và sẽ tăng tốc trong quý 4 để đạt được mục tiêu cả năm. Trong 3 quý đầu tiên, GDP của Trung Quốc đã tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, thuộc loại cao nhất trong số các nền kinh tế lớn. Điều đáng chú ý là các động lực tăng trưởng mới đang được tăng cường với đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao tăng trưởng 2 con số. Các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh cũng phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi các bên tăng cường hợp tác vì lợi ích chung. Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa cho các công ty nước ngoài trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế trọng yếu để thu hút dòng vốn FDI. Chúng tôi sẽ nâng cấp các khu vực tự do thương mại, mở cửa hơn nữa các ngành viễn thông, Internet, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác theo một lộ trình hợp lý. Chúng tôi cũng sẽ thương thảo và ký thỏa thuận đầu tư ở cấp độ cao với thêm nhiều quốc gia. Để kích thích tăng trưởng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC đã cam kết thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp. PBOC cũng đang xem xét cắt giảm 0,25 đến 0,5 điểm phần trăm trong tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào thời điểm thích hợp trước cuối năm 2024, tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại Tài chính Doanh tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.